trong cái nội tâm của người này thì nó ẩn chứa rất là nhiều cái nội lực. Bính dần ý thì là những cái người mà kiểu như là có cái tâm tướng bao la, họ là những cái người tài giỏi, họ là những cái người nhiệt tình. Nhưng mà những cái người này thì lại rất là khó tính. Xin chào quý vị và các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến với quý vị cùng các bạn về cái tuổi 1986, cái tuổi Bính Dần. Mình sẽ nói về những cái đặc điểm tính cách chung dành cho cả nam lẫn nữ. Mình sẽ nói về những cái ưu điểm nhược điểm. Các bạn chú ý lắng nghe nhé. Bính Dần 1986, đây là Lư Trung Hỏa. Nói chung là trong các hành hỏa ấy, thì Lư Trung Hỏa ấy thì là cái ngọn lửa mà tôi rèn vạn vật. Nói chung là tất cả rất là nhiều những cái đồ vật mà được 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 Lư Trung Hỏa tôi rèn. Lư Trung Hỏa là cái lò luyện ấy, là lửa trong lò luyện. Những cái người mệnh này ấy, là những cái người mà có rất là nhiều biến động. Họ thì kiểu như là hôm nay thế này, mai lại thế kia. Cái cuộc đời thì nó lên xuống thất thường. Nói chung ấy là những cái người này, cái thành công của những cái người này ấy, thì đi kèm với những cái chông gai, với những cái thử thách, với những cái người ta gọi là, nói chung là những cái rất là khó khăn. Đôi khi tưởng chừng như là không vượt lên được ấy, không vượt qua được ấy. Tuy nhiên thì những cái người mà Bính Dần này này thì kiểu như là càng có tuổi càng về sau thì cái vận khí nó sẽ càng lên. Nói chung là ấy thì cái người này thì như người ta nói là sướng khổ thì tại thân. Họ thì sướng khổ là tại chính họ thôi, chứ cũng cũng kiểu là ít khi là do thiên định. Ít ít khi là do phận định, số phận định. Cái tuổi Bính Dần ấy là cái tuổi mà đặc biệt nhất trong cái hàng can bính. Bính là biến, dần là tam dương. Nói chung là rất khó để mà xác định cái tính cách của Bính Dần. Ở những cái người Bính Dần này này thì nó có một cái nội tâm mà phải nói là những cái người này, cái nội tâm của những cái người này thì rất là mãnh liệt. Trong cái nội tâm của người này thì nó ẩn chứa rất là nhiều cái nội lực. Bính Dần ý thì là những cái người mà kiểu như là có cái tâm tướng bao la, họ là những cái người tài giỏi, họ là những cái người nhiệt tình. Nhưng mà những cái người này thì lại rất là khó tính. Họ là những cái người mà nóng nảy. Nói chung ý thì họ ấy thì được trời phú cho rất là nhiều thứ, nhưng mà kiểu như là họ lại không có được cái đầu lạnh. Chính vì không có được cái đầu lạnh, đâm ra là kiểu như là trong cái cuộc sống thì họ nhiều cái họ không đạt được như ý muốn. Cái tuổi nóng nảy, cái tính nóng nảy của cái người mà Bính Dần ý, thì nó ảnh hưởng vào cái giai đoạn đầu đời. Nói chung là Bính Dần thì sống và làm việc theo cảm xúc, thiếu sáng suốt. Bính Dần ý, thì cái tính khí thì kiểu bướng bỉnh. Chính vì cái bướng bỉnh đâm ra là khiến cho cái người mà tuổi tuổi Bính Dần 1986 ấy thì thường đưa ra những cái quyết định sai lầm, đưa ra những cái quyết định mà kiểu như là thiếu sáng suốt, khiến cho họ thì như kiểu là thường xuyên là kiểu như là xung đột ấy, khiến cho họ thì hay gây hiềm khích.
cộng thêm với cái người ta gọi là cái tính vội vàng ấy và cái tính cố chấp bảo thủ ấy, thì nói chung là trong cái tư tưởng của họ thì họ hay có cái kiểu như là chống đối với cả những cái nếp sống cũ, chống đối lại theo những cái kiểu như là đi đi ngược lại về với cả những cái truyền thống ấy. Họ thì hay làm theo ý mình. Cái bản thân của người này thì hay bỏ lỡ những cái cơ hội tốt. Thì cũng tại vì những cái tính cách trên thì điều kiện tốt bỏ lỡ là đúng rồi. Bởi vì sao? Bởi vì như người ta thì đôi khi là người ta phải có, để mà đạt được một cái gì người ta phải phải kiên nhẫn, phải từ tốn, phải nhẹ nhàng. Nói chung là cái quan trọng nhất là không được nóng vội. Chính vì không được nóng vội thì người ta mới đạt được những cái thứ mà người ta muốn. Nhưng mà cái người mà tuổi Bính Dần ấy thì kiểu kiểu như là cái thời trẻ ấy, thì cái tính của họ thì nó là như thế. Nhưng mà độ khoảng 30 đổ ra, 30, 33, 34, 35 đổ ra, nói chung là trung niên ấy, thì họ sẽ trầm tính hơn, họ sẽ đỡ hơn. Nói chung là kiểu như là bắt đầu 30 thì bắt đầu mới nhen nhúm được những cái ánh sáng của thành công. Những cái người này thì từ 33 cho đến 35 tuổi thì họ sẽ là thành công, sẽ là thành công mạnh luôn ấy. Và cho đến khi mà từ cái tuổi đấy mà cho đến về già thì nói chung là thịnh vượng, cuộc sống thì ok. Nói chung ấy, khi cái cuộc sống mà phải trải qua nhiều gian nan ấy, phải trải qua nhiều vất vả ấy, Thì Bính Dần ấy, dễ cảm thấy là nhụt chí, dễ cảm thấy như là kiểu như là mất phương hướng, dễ lung lay, dễ mất niềm tin. Nói chung là không còn tin vào cái năng lực của chính mình. Nhưng mà cái giai đoạn này ấy, thường lại không không kéo dài lâu. Cái người Bính Dần ấy, bởi vì sao? Bởi vì cái người Bính Dần là những cái người kiểu như là lạc quan ấy. Họ là những cái người mà càng bị chèn ép thì họ lại càng mạnh mẽ. Nói chung là ấy, những cái áp lực ấy thì chính lại là cái yếu tố mà giúp cho họ thành công, giúp cho họ ấy, nói chung là trở nên kiên cường. Khi mà gặp phải thất bại ấy, thì Bính Dần ấy, vực dậy tinh thần rất nhanh chóng. Những cái người này thì không không để mất tinh thần quá lâu, bởi vì đối với họ ấy luôn là không bao giờ họ muốn để cho người khác mà nhìn thấy những cái thất bại của họ. Bính Dần thì như con hổ ấy, ví dụ con hổ mà nó bị thương ấy, các bạn cứ để ý, cái con hổ mà bị thương ấy thì nó sẽ tìm một cái chỗ vắng vẻ, tìm một cái chỗ mà không nói chung là không không có ai luôn, thì để nó tự mà chữa cái vết thương, tự mà chữa lành cái vết thương của nó. Thì những cái người mà tuổi Bính Dần thì cũng tương tự như thế. Nói chung là họ không bao giờ họ muốn cho người khác mà nhìn thấy cái yếu đuối hay là thấy cái ủ rũ của mình. Chính vì vậy thế đâm ra là họ ấy thì nói chung là họ không bao giờ mà để những cái mà thất bại mà nó ảnh hưởng quá lâu đối với họ. Họ là sẽ vực lại tinh thần luôn. Trong cái công việc ấy thì cái người mà 1986 này này, cái người Bính Dần thì là những cái người mà kiểu như là tập trung rất là cao độ. Trong công việc ấy thì họ là những cái người mà luôn dốc hết lòng, luôn dốc hết sức để mà hoàn thành được những cái việc mà được giao. Với họ ấy, những cái việc mà kiểu như là việc gì mà kiểu họ mà đam mê hay là họ mà hứng khởi ấy, thì nói chung là họ sẽ tự tìm hiểu và họ sẽ là những cái người mà kiểu như là họ học học rất là nhanh, họ tìm hiểu cái là họ học được luôn. Họ sẽ tìm hiểu mà để mà họ chuyên sâu vào những cái vấn đề mà họ đã thích, mà đã kiểu như là đặt mục tiêu ấy. Nói chung là họ cũng là những cái người mà nắm bắt cái công việc rất là tốt, nắm bắt rất là nhanh. Những cái người mà tuổi Bính Dần ấy thì là những cái người mà kiểu như là họ là những cái người mà ưa thích những cái sự cạnh tranh. Những cái người này thì thích hợp trong những cái môi trường làm việc như kiểu cạnh tranh ấy. Họ thì thích những cái công việc như kiểu là về kiểu như là hoạt động liên tục ấy. Ví dụ như là kiểu như là làm chứng khoán này hay là làm ngân hàng, hoặc là những cái họ là thuộc hành hỏa thì họ làm những cái công việc ví dụ như làm bếp cũng được này, làm nấu ăn này, hay là làm sửa chữa máy móc. Đấy, gọi là liên quan đến dầu hỏa, là bán buôn bán kinh doanh về khí đốt, ga hay là xăng dầu, nói chung là đều được. Cái tuổi này ấy,
nếu mà đã quyết tâm theo đuổi một cái gì thì họ sẽ thành công mà họ sẽ làm được. Hoặc là những cái người mà bính dần thì có thể là đi theo những cái con đường mà kiểu như là làm vận động viên, làm về thể thao ấy. Họ mà theo cái con đường thể thao thì họ cũng sẽ là những cái người mà có được những cái thành tích đáng nể. Chúng ta xem về cái người mà 1986 bính dần, xem về cái đời sống tình cảm, về về cái tình yêu. Nói chung ấy, cái người mà tuổi bính dần 1986 ấy thì cái bề ngoài của họ thì thể hiện là một cái người mà khá là cứng rắn, khá là rắn giỏi. Nhưng ấy, bính dần ấy thì lại là cái người mà cực kỳ là tình cảm. Những cái người này thì rất là lãng mạn. Đồng thời họ ấy là những cái người mà ví dụ là khi yêu họ là có cái tính chiếm hữu rất là cao. Khi mà chưa có đối tượng ấy thì họ sẽ tập trung vào cái công việc, tập trung vào sự nghiệp. Nhưng mà nếu mà đã mà xác định được đối tượng ấy thì họ lại coi trọng cái mối tình hơn hơn cả sự nghiệp, hơn cả cả tiền bạc tiền tài. Cái người mà bính dần ấy, nếu như ấy mà kiểu họ đã yêu ai thì họ sẽ hết lòng hết dạ. Họ thậm chí là có thể là kiểu như là họ có thể là bỏ cả sự nghiệp, bỏ cả tiền bạc, miễn là cái tình cảm của họ là họ có được cái người mà mình yêu hay là họ hạnh phúc trong tình yêu là họ coi cái điều đó là hơn hết. Khi mà họ mà kiểu như là họ bị tổn thương về cái vấn đề tình cảm ấy thì mọi những cái chuyện mà tiền bạc hay là danh vọng hay là như thế nào thì đối với họ đều là vô nghĩa. Lúc đấy thì họ không cần thiết. Nhưng mà ngược lại ấy, khi mà họ mà đang hạnh phúc ấy thì cho dù là không có gì thì họ vẫn cảm thấy vui vẻ, vẫn cảm thấy thỏa mãn. Cái người bính dần, cái người 86 bính dần này này, nếu mà kiểu như là yêu ai thì họ sẵn sàng là họ sẽ gọi là họ sẽ dốc lòng ấy, họ nói chung là họ sẽ kiểu là toàn tâm toàn ý để mà hỗ trợ đối phương, hỗ trợ cái người mà mình yêu ấy, cái kiểu như thế. Đàn ông bính dần ấy thì họ là những cái người mà có cái tình cảm phong phú. Những cái người này thì rất là dễ dàng tạo ra được những cái mối quan hệ đối với những cái người mà khác giới ấy. Bởi vì những cái người mà 86 bính dần là những cái người mà khá là nhiệt tình, họ là những cái người lãng mạn. Xong ấy, cái người đàn ông bính dần 86 lại là những cái người mà có cái phần ham chơi. Hầu hết ấy, những cái người đàn ông tuổi này ấy, thì ấy, nói chung là rất là kiểu như là để ý đến cái ngoại hình của mình. Để ý lắm. Ra đường ấy, đi ra ngoài ấy, là quần áo là phải phải sơ vin, ví dụ như là anh nào mà cái style là công sở thì phải sơ sơ vin cho nó đẹp, anh nào mà cái style mà kiểu là thể thao hay là như thế nào thì cũng phải ngắm mút làm sao mà cho nó nhìn cho ăn mặc cho nó nhanh nhẹn cho nó khỏe mạnh, rồi đầu tóc là phải vuốt keo, còn anh nào mà cắt chọc hay là cắt cua thì nó hơi chớm một tí là đã cạo là đã đi ra hàng cắt rồi. Nói chung là họ ấy thì là những cái người mà kiểu như là rất là để ý đến cái vẻ bề ngoài. Nói chung ấy thì những cái người này ấy, thì cũng kiểu chăm sóc những cái thể những cái gọi là những cái cơ thể của mình để cho làm sao mà nhìn trông cho nó phải cường tráng, phải nói chung là họ thích tập thể thao, thích làm thế nào mà để cho cái cơ thể, cái vóc dáng của họ được đẹp đẽ cả về cách ăn mặc hay là quần áo hay là đầu tóc hay là như thế nào đó, họ luôn muốn là đẹp đẽ cho mắt người khác, cái kiểu đấy. Nói chung là ưa ngoại hình nhá. Còn cái người phụ nữ bính dần thì là như nào? Cái người phụ nữ bính dần ấy thì là cái người mà có cái tính cách rất là mạnh mẽ. Họ là những cái người mà lanh lợi hấp dẫn. Họ là những cái người đa tình. Những người phụ nữ bính dần là những cái người mà rất là duyên dáng. Nhưng mà bên trong của họ ấy, bên trong những cái người phụ nữ này ấy, thì họ là kiểu như là họ ẩn giấu một cái móng vuốt sắc nhọn của một con hổ ấy. Đấy. Nói chung ấy thì cái tuổi dần ấy thì có cái cuộc sống hôn nhân trong gia đình ý, thì thường là rất là chật vật, rất là kiểu như là nói chung không không được êm xuôi nhé, nó rất là chông gai. Bính dần ý, 1986 ý, thì phải trải qua rất là nhiều thử thách trong cái cuộc sống vợ chồng. Trong hôn nhân ý, thì họ có cái khuynh hướng làm chủ cái mối quan hệ. Đối với nói chung ý, những cái người nào mà có cái cá tính mạnh mà ở bên bính dần ý, thì
đôi khi là sẽ xảy ra những cái xung đột, những cái mâu thuẫn. Nếu như mà bạn nào mà có một cái mà kiểu như là có tình cảm hay là muốn dẫn đến kiểu là chung sống với cái người Bính Dần ấy, thì những cái người này thì tốt nhất là phải có cái tôi hạ xuống, nói chung là phải mềm mỏng. Chứ nếu mà cả hai mà cùng ngang hay cả hai mà cùng cái tôi mà cao hay là cá tính đều mạnh như nhau thì chắc chắn là sẽ xảy ra nhiều cái mâu thuẫn hay là xung đột, và cuối cùng là cũng sẽ không gắn kết được với nhau, không gắn kết được lâu dài, cái kiểu kiểu là như thế. Nói chung ấy, cái người mà tuổi Bính Dần ấy thì cũng nên cần kiên trì, nên nhẫn nại và nên cũng kiểu điềm điềm tĩnh đi. Chứ đừng có cũng cái gì cũng cũng mạnh mẽ quá, hay là cũng kiểu như là vội vàng hay là nóng vội, hay là một cái gì mà nó Bính Dần ấy, nếu mà kết hôn ấy thì cứ phải ngoài 30 tuổi. Ngoài 30 tuổi trở lên thì kết hôn thì là tốt hơn. Bởi vì cái tuổi Bính Dần ấy thì phải trải qua nhiều cái bước ngoặt trong tình yêu thì họ mới có được những cái kinh nghiệm, hoặc họ mới có được những cái mà trầm tính, cái tính của họ mới nền xuống được, họ trầm lại. Lúc này thì kiểu như là không còn nóng nảy, không còn nóng nảy, không còn bốc đồng như 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 trước nữa. Như thế thì hôn nhân thì sẽ tốt hơn, và cũng là để cho cái tâm trí của họ ấy, nó không chìm sâu vào những cái cảm xúc tình cảm. Nói chung ý, những cái người mà Bính Dần ý, mà cái thời trẻ mà khi yêu ý, thì cái cảm xúc tình cảm nó luôn để xen lẫn những cái công việc, những cái công danh, những cái sự nghiệp, những cái công việc, họ kiểu như là họ sẽ không tách được ra. Bởi vì sao? Bởi vì họ là những cái người mà tình cảm, đúng là họ coi coi cái coi trọng tình cảm hơn. Công danh sự nghiệp hay tiền bạc gì thì nói chung là cái người mà tuổi Bính Dần ý, phải là kết hôn muộn thì mới mới thành công, cả về công danh sự nghiệp, cả về 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 hôn nhân gia đình, cả về gia đạo nha. Tôi được rồi, cái video của tôi hôm nay chia sẻ đến đây là hết, là kết thúc. Thì vừa rồi là những cái chia sẻ về những cái đặc điểm tính cách chung dành cho cả nam lẫn nữ, cái tuổi 1986, cái tuổi Bính Dần. Thì cũng hy vọng rằng là những cái bạn mà sinh năm 1986 tuổi Bính Dần ấy thì cũng biết biết thêm về mình, hiểu thêm về những cái ưu điểm nhược điểm của mình, hiểu thêm để mà hoàn thiện bản thân. Thì cũng hy vọng rằng là quý vị khán giả ấy thì cũng hiểu biết thêm về những cái người mà sinh năm 1986 cái tuổi Bính Dần, biết về tính cách của họ để mà ứng xử sao cho nó phù hợp. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc cho quý vị luôn vui vẻ khỏe mạnh trong cuộc sống. Nếu thấy hay thì các bạn nhớ like video nhé. Bạn nào mà muốn hỏi gì, hay là muốn chia sẻ, hay muốn mình chia sẻ gì, muốn yêu cầu cái gì thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới. Bạn nào mà có cái câu hỏi nhanh hay là như nào, ví dụ như là các bạn hãy để lại bình luận như là ví dụ là tôi tuổi này tôi muốn kết hôn với cái người tuổi này có hợp hay không, hay là tôi tuổi này thì tôi hợp với cái màu gì, màu sắc gì, hay là như thế nào, hay là tôi tuổi này tôi quan hệ làm ăn với những cái người mà tuổi này thì liệu có xung hay là có khắc hay là như nào, thì các bạn cứ để lại bình luận bên dưới cho mình. Nếu có thời gian mình sẽ trả lời rất là nhanh và ngắn, sẽ trả lời cho các bạn nhé. Thân ái, chào tạm biệt.